treo cầu nhà em về nhiều các bác nha. Hôm nay em về được gần 8.000 cái. Bác nào mà đang chăn nuôi ong nội, chăn nuôi ong ngoại, có nhu cầu về máng, đó, máng này là máng lên kế rất là ok các bác này, dùng cho tất cả những bác nào mà đang nuôi kế đó. Hoặc là những bác nào mà chuẩn bị mình chia đàn đó, mình có thể là bỏ vào lọt, mình có thể một thùng mình có thể bỏ được hai cái, với những bác nào mà chia đàn ong nội chẳng hạn, thì là mình sẽ bỏ vào trong bên trong, đúng không? Chia ra thành một thùng ong thành hai đàn đó. Cơ sở chúng em thì chuyên bán sỉ vật tư ngành ong. Bác nào mà có nhu cầu về các cái sản phẩm như thùng quay mật này, chân mùa này là chân tầng này, các loại máng này, thì có thể liên hệ qua số điện thoại 0342 423 022 đúng không ạ? Đây, rất là nhiều. Chân tầng này các bác này, và chân tầng này em này, bao tay, áo mũ, hộp mật,